Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden công bố sáng kiến coronavirus cung cấp cho người dân Hoa Kỳ thuốc chống virus miễn phí. Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden vào hôm thứ Ba đã cho biết là chính quyền của ông đã đưa ra một sáng kiến mới cho phép người dân Hoa Kỳ xét nghiệm coronavirus tại một hiệu thuốc và được nhận thuốc miễn phí nếu họ có kết quả dương tính. Tổng thống Joe Biden đã nói trong một bài phát biểu của liên bang trước quốc hội của mình là chúng tôi đang khởi động sáng kiến xét nghiệm để điều trị, để mọi người có thể đi xét nghiệm tại một hiệu thuốc và nếu họ dương tính, hãy nhận thuốc kháng vi khuẩn ngay tại chỗ miễn phí. Tổng thống Joe Biden cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đặt hàng thêm nhiều loại thuốc này hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ông cũng nói thêm là công ty Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ 1 triệu viên thuốc vào tháng 3 và hơn gấp đôi vào tháng 4. Ông cũng nói thêm là viên thuốc của Pfizer làm giảm 90% khả năng phải nhập viện. Tòa Bạch Ốc trước đó cũng đã cho biết họ đang dỡ bỏ các yêu cầu bắt buộc những người được tiêm chủng đầy đủ phải đeo khẩu trang trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc, có hiệu lực từ hôm thứ Ba. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã nói với các cơ quan liên bang rằng họ có thể bỏ yêu cầu nhân viên và các du khách phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà của liên bang ở hầu hết trên đất nước.